Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua trước khi theo dõi phần nội dung chi tiết. Làng nghề trồng mai Tân Tây tiềm năng phát triển du lịch nông thôn. Khẩn trương ngăn chặn dịch cúm gia cầm. Tin thế giới, triển vọng u ám của kinh tế Mỹ Thưa quý vị, do hiệu quả kinh tế cao nên mô hình trồng rau bá trong thời gian gần đây đã nhanh chóng phát triển ở nhiều địa phương trong tỉnh với quy mô ngày càng tăng. Một số nơi còn trồng rau bá theo hướng Việt Gáp. Gần 3 năm trước, anh Đặng Công Thuận là người đầu tiên mang cây rau má về trồng trên vùng đất vàng Bình Phong Thạnh, Mộc Quá. Anh thành công ngay lần trồng thử nghiệm với diện tích 0,5 hectare. Từ đó, anh mạnh dạn mở rộng diện tích lên 1,5 hectare. Để tránh ảnh hưởng lũ, anh chủ động làm đê bao và đầu tư thêm hệ thống tứ phun tự động để có thể trồng rau má quanh năm. Anh Thuận cũng sẵn sàng chia sẻ, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân xung quanh. Đến nay, một quá có trên dưới 40 hecta rau má. Sức à, quá ở từ thịnh quá thấy ở dưới đạ mần ăn thấy đạt nhu cầu theo của nông dân này cũng có đem về mua hạt gì để gieo trồng để làm mình làm cho gia đình mình thêm khá thêm làm từ từ rút kinh nghiệm thêm giờ thì cũng chỉ anh em vòng vòng làm theo mà tôi luôn một mẫu rau này thì mình đạt theo mà trăm được tám mươi thì được nó lợi nhuận khoảng gấp 3 lần một mẫu lúa theo người dân thì rau má rất dễ trồng chỉ sau thời gian gieo hạt khoảng 2 tháng rưỡi là có thể thu hoạch Đặc biệt, rau má rất ít sâu bệnh, dễ chăm sóc, không tốn nhiều phân bón. Chỉ cần thường xuyên nhổ cỏ và tưới nước mỗi ngày 1-2 lần là rau đã xanh tốt. Do đó, mà ngày càng có nhiều nông dân chuyển đổi sang trồng loại rau này. Khởi nguồn từ Đức Huệ, đến nay mô hình trồng rau má đã có mặt ở nhiều địa phương như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Duộc, Thạnh Quá, Mộc Quá, với diện tích mỗi nơi khoảng vài chục hectare. Thưa quý vị, thực hiện chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, du lịch nông thôn được nhiều địa phương trong tỉnh đầu tư, góp phần làm đoạn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế. Với lợi thế tiềm năng lớn, làng nghề trồng mai xã Tân Tây, huyện Thạnh Quá đang từng bước việc thực hiện mục tiêu khai thác hiệu quả du lịch nông thôn. Từ khi được công nhận làng nghề từ năm 2020, cây bài vàng phát triển mạnh mẽ ở Tân Tây, Thống kê đến cuối năm 2020, diện tích mai đã tăng lên gần 300 hecta với 300 hậu dân chuyên trồng mai kiển. Bình quân mỗi hecta trồng được khoảng 2.000 gốc mai vàng. Sau 4 năm chăm sóc, trừ chi phí, người dân thu về hơn 800 triệu đồng một hecta một năm. Trong khai thác tiềm năng, giá trị kinh tế của làng nghề, tỉnh Long An quan tâm tới việc phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành đề án phát triển làng nghề trồng mai Tân Tây gắn với phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030. Trên cơ sở đề án này, huyện Thạnh Quá đang tập trung xúc tiến đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh để góp phần phát triển du lịch làng Mai trong thời gian tới. Lúc trước người ta mua người ta phải vận chuyển là là, là là là, xuồng phà vô đây rồi người ta phải bốc lên. Rồi giờ nếu mà hãy làm được lộ này thì ngay cái, như là lúa, thí dụ bán lúa hoặc mai thì xe người ta chạy vô tới chỗ thì giảm được cái chi phí lái nó sẽ, mua lên nó cũng cao hơn là cũng thuận lợi cho cái người là sản xuất lúa với lại những người trồng mai. Trục xã thì có 19 vết 12 km đường trục xã. Thì hiện nay cũng đã cơ bản đi vào giai đoạn đạt cũng trên 80%, cũng giai đoạn là đang trải nhựa và trải đá trải đá cấp phối và trải nhựa để mà trong giai đoạn hoàn thành về cái trục đường trục, đường, trục chính nội đồng á thì mình có 13 km thì hiện nay thì còn một tuyến đường á, là dân sông dầm có tây thì tuyến đường này thì còn một số hậu dân thì cũng còn khó khăn trong công tác vận động thì cái này đảng quỹ quỹ ban cũng đã thành lập các đoàn vận động để là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động để từng bước thực hiện hiệu quả đề án, chính quyền địa phương chú trọng đến việc quảng bá du lịch làng Mai, tập trung đào tạo đội ngũ thuyết minh phục vụ khách du lịch, đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu làng nghề trên cổng thông tin điện tử. Ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với lại chi cục phát triển nông thôn thủy lợi của tỉnh tổ chức cái lớp tập huấn cho nông dân về cái kỹ thuật trồng mai rồi cái kỹ năng về phát triển du lịch nông thôn thì thông qua các lớp tập huấn này thì bước đầu đã giúp cho người nông dân nâng cao cái nhận thức về cái trồng trọt cũng như là cái việc mà phát triển du lịch kết hợp với trồng trọt trong cái 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 làng mai của mình qua cái lớp này thì nông dân cũng đã định hướng được một số cái nội dung để trong thời gian tới mình tham gia cái đề án được tốt hơn cụ thể là hiện nay thì cũng có một số hộ sẽ định hướng phát triển cái cái du lịch kết hợp với lại sinh thái thì cái dạng như là hôm tây thì cũng có một số hộ nông dân đã đầu tư như là trang trí nhà cửa rồi mình cải tạo vườn tạp. Việc xây dựng và phát triển du lịch làng Mai không chỉ gắn với mục tiêu mang lại nhiều lợi ích phát triển kinh tế, khai thác hiệu quả giá trị cảnh quan khác biệt dùng đất Tân Tây mà còn là niềm tự hào của người dân Tân Tây trong việc khẳng định thương hiệu làng Mai. Mong rằng với chủ trương cơ chế và chính sách đồng bộ của tỉnh, điểm du lịch tại làng Mai sẽ làm phong phú thêm sản phẩm du lịch sinh thái đồng Tháp 10, qua đó góp phần đưa ngành du lịch tỉnh từng bước đáp ứng được nhu cầu khách du lịch trong điều kiện bình thường mới hiện nay. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cúm gia cầm AH5, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa có công điện khẩn về việc tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các tỉnh, thành phố và chính quyền các cấp tập trung triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch. Đề nghị thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, buôn bán gia cầm và sản phẩm gia cầm, nghiêm cấm việc buôn bán vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm vào Việt Nam, tuyệt đối không buôn bán, giết bổ, tiêu thụ gia cầm mắc bệnh, giết xác gia cầm, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, báo cáo dịch bệnh theo quy định. Hàng ngày tổng vệ sinh phun thuốc sát trùng hoặc sử dụng dôi bột để sát trùng khu vực nuôi. Từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước đã xảy ra 34 ổ dịch cúm gia cầm tại 19 tỉnh, thành phố, buộc tiêu hủy là trên 77.000 con gia cầm. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2022, Trạm chăn nuôi và thú y huyện Tân Hưng phối hợp với các xã thị trấn triển khai tiêm phòng miễn phí vaccine cúm gia cầm trên dịch đợt 2 năm 2022 trên địa bàn huyện. Theo đó, số lượng vaccine được tỉnh phân bổ về cho quyện Tân Hưng để triển khai tiêm trong đợt này là 120.000 liều Navet Flu Vắc 2. Được biết, đối tượng hỗ trợ vaccine miễn phí là các hộ chăn nuôi ngang, dịch thịt và dịch đẻ thuộc diện tiêm phòng có quy mô tổng đàn từ 2.000 con trở xuống, ưu tiên tiêm đàn nhỏ lẻ. Riêng các đối tượng không được hỗ trợ vaccine tiêm phòng miễn phí, Quỹ ban nhân dân xã Thị Trấn tổ chức kiểm tra và vận động chủ hộ tự mua vaccine tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn cùng thời điểm với đợt tiêm phòng miễn phí nhờ cán bộ uh, thú y thì qua quan tâm chích thuốc ngừa miễn phí cho đàn vịt tôi mùa nay mùa dịch thì mấy ảnh cũng có chích uh, ngừa miễn phí năm nào cũng vậy năm nay tới mùa rồi mấy ảnh qua chích đó, thì cũng đàn vịt cũng phát triển mạnh khỏe rồi cũng cảm ơn hiện nay tình hình thời tiết đang diễn biến phức tạp và đang trong giai đoạn chuyển mùa nên mầm bệnh tồn tại trong môi trường chiều nguy cơ xảy ra dịch bệnh trên gia cầm trong những tháng cuối năm là rất cao vì vậy, việc triển khai tiêu chuẩn đợt này nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn chá cầm có khả năng đề kháng với các bệnh truyền nhiễm. Xin được chuyển sang một số thông tin khác. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký quyết định ban hành kế hoạch chính sách giải pháp thực hiện quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Quyết định nêu rõ 5 nhiệm vụ kế hoạch thực hiện, gồm nhiệm vụ thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về quy hoạch nhiệm vụ hoàn thành văn bản quy phạm pháp luật về đường thủy nội địa, nhiệm vụ phát triển kết cấu hạ tầng, cập nhật điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đồng thời xác định các nhiệm vụ giải pháp danh mục các dự án cụ thể triển khai thực hiện theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030, phù hợp với điều kiện của các bộ ngành địa phương, xác định rõ phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ ban ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện. Thưa quý vị, cục cảnh sát giao thông phối hợp với công an thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tuần tra lưu động những điểm nóng về ủng tắc tai nạn. Theo đó, từ ngày 21 tháng 10, cảnh sát sẽ dành 7 ngày đầu để tuyên truyền, nhắc nhở người dân. Từ ngày 1 tháng 11 năm 2022 sẽ ghi hình xử phạt các hành vi vi phạm giao thông. Ở cả hai thành phố, cục cảnh sát giao thông yêu cầu công an địa phương bố trí ít nhất 2 mô tô chuyên dụng, 4 chiến sĩ tuần tra lưu động khép kín. Cục cảnh sát giao thông cũng sẽ quy động 8 chiến sĩ cùng 4 mô tô ở mỗi địa phương để tăng cường hỗ trợ. Thưa quý vị, theo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, học sinh thành phố Hồ Chí Minh từ mầm non tới trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tổng cộng là 9 ngày. Cụ thể, 1,7 triệu học sinh thành phố Hồ Chí Minh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông sẽ nghỉ Tết từ ngày 18 tháng 1 năm 2023, tức ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2023, tức mùng 5 tháng Giêng, tổng cộng 9 ngày. Trong khi đó, những năm học trước, học sinh nghỉ từ 14 đến 16 ngày. Lý giải thời gian nghỉ Tết nguyên đáng của học sinh năm nay ít hơn các năm học trước, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do các năm trước đây, học sinh bậc phổ thông bắt đầu năm học mới từ giữa tháng 8, Tuy nhiên, năm học 2022-2023 thì tất cả học sinh thành phố Hồ Chí Minh từ mầm non đến trung học phổ thông đều bắt đầu học chương trình của năm học mới từ năm tháng 9 năm 2022. Thời gian nghỉ Tết của học sinh cũng khá tương đồng với thời gian nghỉ Tết của phụ huynh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các gia đình trong việc chăm sóc trẻ. Báo The Travel của Canada bình chọn ẩm thực Việt Nam ngon hàng đầu thế giới, cùng với những quốc gia như Italy, Tây Ban Nha, Thái Lan. Việt Nam xếp vị trí số 5 trong top 10 này. Tờ báo nhận định hải sản là thực phẩm phổ biến ở Việt Nam, ngoài các món ăn đa dạng ở Việt Nam sẽ khiến du khách bối rối bởi khó chọn lựa được món ngon nhất. Theo tờ báo này, phở là đại diện tiêu biểu nhất gồm có rau thơm, thịt gà hoặc thịt bò ăn cùng nước súp xương đinh kỹ và bánh phở làm từ gạo. Triển vọng kinh tế của Mỹ sẽ bi quan hơn do nhu cầu suy yếu trong bối cảnh lạm phát leo thang và lãi suất tăng cao. Đây là nhận định được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ vừa đưa ra trong báo cáo định kỳ mới nhất về tình hình kinh tế. Trong báo cáo định kỳ khảo sát 12 khu vực của Mỹ, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ nhận định hoạt động kinh tế có thể diễn ra chậm ở nhiều nơi. Cầu đang chậm lại hoặc suy yếu do lãi suất lạm phát tăng và gián đoạn nguồn cung. Nguy cơ suy thoái cũng đang lan rộng tại một số khu vực. Báo cáo nêu rõ, lĩnh vực sản xuất và chi tiêu tiêu dùng cùng với lĩnh vực bán lẻ tăng trưởng ổn định. Tuy nhiên, ở một số khu vực, nhu cầu lao động đang chững lại khi doanh nghiệp hạn chế tuyển dụng do lo ngại nguy cơ suy thoái kinh tế. Báo cáo định kỳ cũng cho rằng, mặc dù mức tăng giá nhìn chung vẫn cao, nhưng đã có một số dấu hiệu tích cực khi chi phí hàng hóa, nhiên liệu và vận tải giảm. Theo báo cáo đánh giá vừa công bố, chính phủ Pháp đã đầu tư 7,5 tỷ euro cho các dự án lớn kể từ khi nước này công bố kế hoạch nước Pháp 2030 hồi năm ngoái nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi kinh tế và sinh thái. Cụ thể, chính phủ Pháp đã tăng hỗ trợ tài chính cho 810 dự án trong năm 2021, gồm xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn, phát triển các công nghệ hero và sản xuất máy tính lượng tử. Ngoài ra, Pháp cũng lập một số quỹ đầu tư để hỗ trợ sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng và sinh thái, Kế hoạch France 2030, nước Pháp 2030 được công bố hồi tháng 10 năm 2022, dự kiến đầu tư 54 tỷ euro trong 10 năm tới để hỗ trợ thực hiện công nghiệp hóa và đổi mới sáng tạo. Tổng thống Macron đã nhấn mạnh, đây là khoản chi tiêu cần thiết và đáng giá để mang lại tương lai cho nước Pháp. Tập đoàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon đang đối mặt với một vụ kiện tại Anh khi người tiêu dùng tại đây yêu cầu bồi thường thiệt hại lên tới 900 triệu bảng Anh, tương đương khoảng 1 tỷ đô la Mỹ, xung quanh các cáo buộc ưu tiên các sản phẩm của chính tập đoàn này. Các luật sư đại diện cho người ủng hộ quyền lợi của người tiêu dùng cho biết, thân chủ của họ đang lên kế hoạch đâm đơn kiện thay mặt cho người tiêu dùng Anh đã mua hàng trên trang thương mại điện tử của Amazon kể từ tháng 10 năm 2016. Phía người tiêu dùng Anh cho rằng Amazon đã vi phạm luật cạnh tranh bằng cách sử dụng một thuật toán bí mật và tự ưu tiên để quảng cáo các sản phẩm của chính tập đoàn này thông qua tính năng Buy Box trên trang web của họ. Trong khi đó, những đơn vị bán hàng khác mặc dù chào hàng tốt đến đâu cũng đều bị loại bỏ. Về phần mình, Amazon ra tuyên bố cho rằng cái buộc này là không có cơ sở, đồng thời bày tỏ tin tưởng mọi việc sẽ được làm rõ thông qua quy trình pháp lý. Trong tháng 9 vừa qua, số lượng du khách nước ngoài đến Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mốc 200.000 người kể từ tháng 2 năm 2020. Đây là tín hiệu cho thấy sự khởi sắc trở lại của ngành du lịch Nhật Bản sau hơn 2 năm chịu tác động nghiêm trọng của đại dịch Covid-19. Theo Tổng cục du lịch Nhật Bản, số lượng khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản trong tháng 9 đạt 206.500 lượt, gấp gần 12 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Người dân Hàn Quốc đứng đầu danh sách nhập cảnh Nhật Bản, tiếp theo là Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc. Ở chiều ngược lại, số lượng người Nhật Bản xuất ngoại trong tháng 9 là hơn 319.000 lượt, tăng khoảng 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, du lịch là một trong những ngành có tốc độ tăng trưởng cao và đóng góp lớn cho nền kinh tế Nhật Bản. Trong khi đó, ngành du lịch của Lào cũng đang phục hồi ấn tượng kể từ khi mở cửa trở lại sau đại dịch COVID-19, với lượng du khách trong 9 tháng qua đã vượt con số 1 triệu lượt, tăng 39% so với năm ngoái. Trong số này, du khách nước ngoài chiếm tới hơn 60%, chủ yếu đến từ Thái Lan và Việt Nam. Dẫn báo cáo của chính phủ, truyền thông Lào cho biết, hơn 1 triệu lượt du khách trong 9 tháng qua đã đem về cho nước này khoản doanh thu lên tới hơn 225 triệu đô la Mỹ. Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào cũng đã xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển du lịch Lào giai đoạn 2021-2025 theo hướng du lịch xanh và bền vững, đảm bảo mang lại doanh thu lớn cho các địa phương và đưa du lịch trở thành một trong những trụ cột chính trong các kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội của chính phủ. Lào kỳ vọng trong năm nay sẽ thu hút được 900.000 lượt du khách nước ngoài và thu về khoảng 218 triệu đô la Mỹ, qua đó giúp nước này bớt đi phần nào khó khăn trong việc khan hiếm ngoại tệ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đông An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.